Hai người. Xíu nữa thì anh em vô hả? Hôm nay bên tôi có cái cây đặc biệt mới nè, có thể thấy cái mini map nè. Mới tích vô thử xem sao ai nè. Hiện luôn. Đi. Vô được không? Ôi map này lại khó kiếm cành cây mà. Dễ mà, lại cho tôi nè, đóng luôn. Tại chơi cái độ sơ sơ. Mấy chuyện bị tè quá. Hả? Tôi bị gì? Không hiểu sao mấy mít lên cái này bị gì. Thank you.
Ui, quên lát. Không lát hả? Không lát thì chịu rồi. Vẫn bị lát kìa. Rồi nghe rõ rồi. Dạ, dạ do nít có rồi. Nãy chẳng nghe thấy gì. Do nít có rồi. Lâu lâu nó bị ấy không hiểu sao. Ổ phá kem hả? Tôi đeo ở chỗ đám lửa. Trời ơi, ông bút mất chỉ đây luôn. Thank you.
vô đi cọp nó chỉ là linh hồn đâu có lẽ đó. Thế Discord nó lại bị làm sao rồi kìa? Nhà em cũng ổn định nhưng mà nó hơi yếu. Mạng có 250 tháng thôi. Alo ấy. Alo là cỏ với cả trực tích. Nuôi được nhưng mà phải làm cái hàng rào. Em hốt đấy đó và thử. Thank you.
Đúng nào à? Mới ao ra hả? Ra rồi, mà từ khối đoạn em đi. Qua từ nãy rồi. Bây giờ có cá ăn nào nữa này. Ở đây có mấy viên đá là xinh. Chắc mấy ông kia đợi chỉ giờ. Ủa hôm qua má ông chơi hả? Để tôi hát đây vậy. Mới rồi, thử chơi lát quá. Cảm ơn cảnh cáp mỗi tháng mỗi tháng đứt cáp và 30 ngày như vậy tháng mỗi tháng đứt cáp một lần lần 30 ngày lấy tiền như vậy đi. Lần trước có lần em đóng tiền nguyên cả tháng không vào được mạng luôn. Đó. Ông nhà mày làm gì ăn chán. Mạng VNPT. Biết các cả tháng không vào được mạng luôn, tao vẫn đóng 250. Vẫn ok và cả em còn mấy cái hút à mốt à mấy cái minimo giờ thì cũng ngon mà nó cũng lát hay sao được. Thank you.
chơi online nó nhiều người, cái mạng nó mới bị quá tải, càng nhiều người thì càng lag. Chắc là summer sale. Summer sale chắc là con là này nó ra cái bản là DLC mới. Con đôi sáng này sắp tới nó ra cái bản là vâng, sắp tới nó ra thêm một bản nữa. Đấy, nó bảo quý 2 ra thêm một cái DLC mới. Có bị lát nhiều không? Bên đấy còn chả đi được. Bớt mấy wifi điện thoại lại không em để thêm mấy mốt mở rộng kho đồ với cả thêm nhiều đồ hơn. Cái đảo chính là cái đảo đảo ăn cái đấy phải mốt mới ra đấy chị. Thank you.
đó em rồi. Gặp nâng hết đá thì đồ đá bắn. Cóp lát rồi chị ơi. Con lại lát rồi. Giờ thử qua cái đích cọ của cái gì tạo thử coi sao có bị không. Coi cái nước thịt cái pin của cái này nó cao thế nhỉ. Nào pin của cái Discord tận 273 tin cao quá. Đây có đá quá trời nè, nơi đây đậm nè. Bây giờ nó đâu có búa đâu ạ. Nó không có cái viên đá để chế búa thì hạn chế được cái cuốc. Sao cái búa này nó không có viên đá nhỏ nhỏ nên mình nhặt. À đây rồi. Đây anh chạy. Đá quá trời. Chạy một đoạn mới thấy đá. Đá thường có chỗ mấy tháng mình cho tối rồi sợ mới đại để đá ông em vừa mới đập một viên rồi. Ở trên kia có đá nè. Có, nó không nghe được.
giống này nè. Ủa, con nói vậy nữa hả? Nhấn chuột ấn chuột phải mọi người. Tụt thì ăn là nấm xanh nướng. Ừ. Bản là con này á, nó vừa thấy màu nó vừa thấy nha. À, ăn cái quả này nữa. Quá chỗ xây bay thôi. Cành cây nhỏ em có 40 cái này. Thi thoảng nó bị giật lắc. Nhưng mà bị ép hay sao? Giờ kiếm chỗ xây nhà. Giờ phải tìm mấy con bò. Bò. Xây nhà cạnh mấy con bò. Nhà cạnh bò thì nhiều thịt với cả phân. Chỗ hồi sinh. Mấy chỗ hồi sinh lên như đá đen đen. Mãi tìm được chỗ. Mấy chỗ nó có đầu như thế nào. Địa rồi. Hôm qua tôi với Sư thấy được như đó. Tiếng đó là ổn hộng. Siro hay là Siro? Siro hentai ấy. Siro hentai hay là Siro cool? Thì nhưng mà chẳng biết làm gì mà không chơi. Thank you.
Ôi, trên đây có đầm lầy, có đá xinh. Ờ, trên đấy là ổ nhẹ đi. Mà hôm trên đấy ổ nhẹ. Có mỗi cái đầm lầy mà bé tí thôi. Còn ở đằng sau là mấy cái tổ nhện. Em vừa đi. Nhờ anh không sợ mà sợ mấy cái ống râu râu mực đó, nó phạm cho người khác. Lấy là tọc râu. Râu mực. Và cái râu mực đấy hay có trong mà mà nghe nó ở ngoài mà ăn râu mực sống á, dưới cổ là chết á. Tại vì cái râu mực đấy lúc mình cắt ra nó vẫn hoang quậy mà nó cắt khổ rồi. Bên Hàn Quốc nó toàn ăn sống, có món là râu mực sống và chuột sống. Hàn Quốc nó còn ăn người được chuột sống, cắt mấy cái xúc tu ra nó quậy nó sau mồm ăn luôn. Bạch hải giống kiểu mấy con sâu của mấy người ăn sâu. Vừa vào em thói quen lúc nào cũng làm ba cái rìu. Đặt hết ba cái rìu. Ở đây có rừng sồi. Em cũng có hàng. Em mơ là đặt gì ăn luôn à. Chào Siro. Nó không bật voice chat. Ôi chết đói, chết đói. Siro bây giờ muốn đây. Đi khai thác. Đây là bố này. Tí nữa thì chết đói, mày quá. Cái mắt này là ăn gì mà tìm bò ở đâu bây giờ? Bò ở cái bò nó hiếm mấy đái luôn á. Không là qua cái map mà có cái lỗ và chị lỡ á, thử chui vô đó đi. Có cỏ cỏ làm biết con bị lag rồi chị ơi. Ở đẹp đẹp đi, đẹp đi. Phát ra vào lại nghe này. Nghe đúng không? Cái cỏ này nó sao sao? Alo. Hello. Ok, nghe thấy rồi. Okay. Hình như mỗi Discord của bà hỏng bị lag. Cái gì cơ? Hình như mỗi đi con của bà Hằng bị lát hay sao? Đấy, nghe giọng à. Nghe nó cứ rẻ rẻ. Nghe kiểu như nó bị mất tiếng ấy. Hình như mỗi của bà gì? Không lẽ do cái mic ta? Nghe là bị do cái mic rồi.
nào thì chắc là do cái micro. Ở bên này có vua heo nhá. Xây nhà ở đấy hả? Ờ, nhà chỗ nào? Ồ, cái chỗ con là hót chuột chuột. Thế thì cái này con đi đánh boss cho nó nhanh. Con boss ngay bên cạnh luôn, xong có mấy cái tổ chó. Ờ, không, không làm ở chỗ đoạn này này. Chỗ đoạn này dòng này. Ờ, đoạn đấy cũng được. Làm đoạn này. Đoạn này thì nó thuận được. Để mở hết chỗ này rồi đã. Bữa hôm nay bà Nho bà có chơi nào không? Không, chắc bà chơi vượt bò với em. Alo, nghe chưa? Ờ, nghe rồi. Mới chỉnh sao mà không, tí nữa nó lại bị lẹ. Ờ, mít có 100+ k mít phò. Máy em còn chả có mít. Micro lắp đặt tại máy luôn. Thôi chỉ có đi. Ơi, heo heo heo. No no. Đéo chơi với heo. Cái này thường nhiều quá. Thấy heo hú hồ, tưởng đâu nó hập à. Ý ở đây có cái gì nữa? Ở đây có màn nhện nè. Trời báo rồi ơi. Sợ phải đấy. Chỉnh bát bé mà sao nó vẫn cứ rộng. Con chim mà chảy. Con chim bói cá. Con chim bắt cá lên chứ phải. Phải không? Ơi, nhảy nhảy nhảy, đéo chơi. Nó là con bồ nông. Tự nhiên lại thấy nó bắt cá lên. Còn nhiều con hay nữa chứ. Đây này. Có cái đào. Ờ, có một đào. Đào đó có chừng có mấy con quái nhỉ. Bay ra nó phập ở. Hồi nãy nó tôi bếp mấy người kia. Anh ấy nhặt được cái quả cái quả mà nó có hình đầu lâu thì đừng ăn nhá. Từ 40 máu đấy rồi. Quả hình đầu lâu ăn vào luôn. Ok. Cái quả đó nó ăn được hả? Nó là tên quả nó cũng gì quên á. Tức là nó hình cái đầu lâu. Ờ. Để mít xa ra tí. Ôi, chỗ tôi đúng vào. Ô, bị lát rồi. Có con gì mà con cá nó chết rồi, có con nhảy 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 rồi. Bị lá
tôi thoát cộng ra vô là hai xem. Được. Có vấn đề ấy, khi nói một lúc là nó sẽ bị mất tiếng. Không biết sao nó cái mức này. Không lẽ giờ tháo cái máy đi mà. Xài nghe mít iPhone. Ô ô giờ tối rồi. À đến chỗ tổ màu à. Ông giống châu ồn. Lát quá. Thôi bây giờ để tôi out ra để chỉnh lại cái mức xin sao chứ không ổn rồi. Hãy nha, chờ tí nha. Ok. Anh em chờ tí nha. Anh em chờ tí ra hàng chỉnh cái mic lại cho nó ổn tí nha. Mấy ông nội kia lúc nghe lúc không chịu rồi. Chán thì
Mà có nghe à. Không em ơi? À, đã mua mic mới rồi chị. Hả? Mua mic mới rồi chị. Đâu có, này mic có tai nghe à? Nghe thấy rồi à. Nhưng mà hình như nó bé hơn cái mic. Ờ, đúng rồi, tại này mic lô tai nghe mà. Đâu có như mic lô rồi được. Cái mới nào cũng cái mới như sao? Nó lại hốt thì chị ơi, nhà cửa xong xuôi hết, cơm nước xong xuôi hết. Ghê vậy. Chỉ chờ về ăn thôi. Đây này, cơm nước xong xuôi hết. Ủa xây nhà chỗ nào hả? Nhưng có ba chữ chơi đâu sát thôi. Hả? Mấy người kia upline. Nói ba người. Ờ. Ôi vô rồi ngon, còn đồ luôn á.
ơi. Mà nhà ông kia có vấn đề rồi kìa. Hình như không phải mạng em đâu, mạng chị đấy. Cái gì vậy? Chị đâu có bị lag đâu. Sao có mình chị bị? Do mạng nhà chị đấy. Rồi phát, rồi phát đi. Hả? Rồi phát đi. Đâu, mẹ dùng á. À. Diệt virus xem nào, kéo thành botnet cho bọn nó đào Bitcoin rồi. Làm có. Tại nhà có 3 máy, 3 người dùng. Không. Nhà dùng không à. Diệt máy thành botnet lắm. Cái buổi sáng tụi nó đi học rồi tụi nó không dùng đâu, mình dùng. Lát gì chứ. Cái đẹp này chắc cho chân mình rồi. Wi-Fi thử điện thoại. Tắt rồi. Đâu có dùng gì đâu, đâu có dùng điện thoại đâu, điện thoại đang cặp pin mà. Mày mà chả mèo chán gì chứ. Đây nó hiện mà có sợ chim là biết liền. Nhưng mà chơi đi mà chơi một mình nó không có bị đâu. Chơi một mình không có bị. Mình hot thì mình chơi một mình nó tính là chơi offline nếu mà không có ai vào. Ông lại tắt bớt mấy cái mô đi vậy. Hết tiền luôn. Hết đá. Hết tiền giả. Đập quá hả nó. Một viên đá phải. Một đống này. Để tôi mang vào này. Rồi mới đây 1 giờ rồi. Chơi 1 giờ mấy rồi. Nhanh phải đái. Đi kiếm đá kiếm thỏ thôi. Ai quên mờ thôi. Ờ nếu mà mình chơi offline mình có mời người ta vô không ta? Offline không? Không hả? Đó gọi là offline là sao mời rồi. Mọi lần tôi chơi tôi giờ offline không rồi, đâu có bị lag nữa. Giờ offline thì nó không liên quan đến thế là nó. Này nên do mạng thì chỉ có vấn đề thôi. Xài mạng FPT mà không có nào kêu đi nâng mạng nữa. Xài mạng Viettel ngon nhất. Dạ mạng mình theo phò phạch luôn hơn phò phạch tê. Cái theo thì nó dùng cáp riêng như ở đó tính thì theo á nhưng mà thôi nó là
thấy người và sợ chim nay dùng mẻ ở đây thôi. Dùng gói ở đắt hơn chứ. Gói này chắc nó cố tình nó để cho lát. Có bữa đó gói đâu bị đâu. Nó cho một mình nhắm một lát. Chứ mình thoải mái mà, chứ mình bây giờ bị lát. Kiểu chị vẫn bạn, chị vẫn chơi được một mình. Lát lái. Mà không phải lấy siêu nữa thôi. Như con fan của người thờ là không có chơi up lại. Ra 4 ghi chưa được rồi. Nhưng mà máy này có dưới 3 ghi thôi. Không phải 3 ghi thì khó lắm. 3 ghi chơi trò này có khi 3 ghi chơi trò này mà lắp nhiều mốt quá cũng lắm. Máy em 8 ghi vậy. Bác ghi là win 32 bit. Win 32 bit đó là phải win 32 bit. Nâng lên là khoảng 8 ghi. Hai win 64 bit. Điều đẹp nhất mà cũng phải 8 ghi chơi được nhiều. 4 ghi giờ cũng nhiều trò không chơi. Giờ phải 8 ghi mới chơi được. Không, bật ghi là phải ra 16 ghi mới ổn định. 8 ghi. Nhưng mà 8 ghi là chơi được. Em chơi ở quán nét gần nhà 8 ghi à. Đó, chơi quán nét máy mà cũng 8 ghi mà cũng chơi không bị lát đó. Máy máy nét gần nhà em à, còn cặp màn hình 950 đi à 950 chơi thì để medium setting chơi vẫn mặt để hết luôn mà nó hơi giật. Ừ, chơi thì chỉnh low là ổn định nhất. Để lâu nó hơi xấu nhưng mà để nên điều cũng được, mỗi gọi là đến với chỗ thả bom thì nó hơi đắt. PUBG ngon nhất là ra khoảng 6 ghi càng thì 050 1050 trở lên chơi rất là ngon. 1060 16 ghi ra. Không nó không phải chơi mà không nó không tay là chơi không không bình thường nữa để không sai được. Ôi đây ông chúa đó. Mấy con ong nó làm sao mình nhít đó ta? Cái lửa hả? Đã, nó đánh ong nó đánh một lần nó đánh 5-7 con đánh từng con một. Đánh
rộng gần hết map luôn. Xem quần áo nữa. Chơi một mình bản nào together à? Chơi bản bình thường. À bản đấy à bản à, bản này thì chơi một mình nó quái chứ từ máu nó nhiều hơn. Có cái bản nó bán riêng cho một mình theo cái kỹ gì nữa đó. Có bản offline mà cái này có bản offline. Bản offline của nó 70.000. Hồi trước em mua ở trên shop và Wong Store nó bán cả đôi luôn. Có cái bản mà đau sát nè, tặng như là tặng ngọt mà không biết còn cái ở đây. Đấy, em mua cái gói đấy luôn mà. Nó bán cả offline lẫn online. Tặng thêm một bản online cho việc người bạn. Để sấm chớp à? Có sấm chớp á? Đã hiểu sao? Thấy nó mà nhìn cái bảng nó lúc này. Nó có tiếng. Sấm chớp còn cái gì? Thấy còn cái gì? Game thật phải này. Mưa bị sắp mưa dự đoán là bị mưa à, chị phải ra ngoài thì lúc mà vào hút game ấy. Thì nó xây cho cái tủ quần áo vào đây à, hoặc là xây cái tủ quần áo. Quên vật của bố sầu bi đây. Đồ ăn các thứ nó như thế nào, ăn vật máu biết bao nhiêu. Đồ ăn xin lệ quá. Chơi được mấy cái game mà chỉ thứ nhất là dễ hoa mắt. Chơi cái Left 4 Dead chơi với đứa bạn cái ngày lúc đầu chơi cái đấy.
còn cái game gì zombie cái kiểu mà các bạn nhờ chứ ông Dũng chơi ấy. Đâu cũng đau chứ chịu chơi được game quá mình cũng chơi được có được chia đá với cả vàng, hai cục vàng, một cái một cục cắt tôn và kia ấy, vấn đề là kia và cắt chảo kia cái cục cái bánh răng ấy thì phải kiếm cái bánh răng. Bánh răng phải đánh mấy con người máy cơ. Đừng đèn đánh nhau rồi chắc ngại. Đi đánh nó, mình chờ đánh nó đánh mình rồi. Đuối đây rồi. Chưa tìm thấy. Nó đi cực đi lên. Thank you.
xuất hiện. Rồi rồi. Đây rồi. Một khúc bé tí. Cạo lông hết bọn. Cạo lông không chỉ về làm nữ. Có cái má không quá. Tổng ngày 9. Nhiều đá. Chơi thế này mà nó cũng sức kế phải tên em bộ phần nào sống sót đâu không phải à, ta nói bụng quá trời mà không có đồ ăn chịu luôn vui luôn đang chỗ sa mạc nó ghê chứ. Đó là mình không xây lửa mình. Có ổ sống, có đồ để xây đánh lửa mà quan trọng là không có đồ ăn này. Đúng vậy. Đánh lửa, đánh rất mau. Sau là nó kiểu nó. Đây. Đồ đúng nhau. Thì nó cho khỏe. Chị à. Hả? Chị học. Nghe hỏng ảo vậy. Chết được cái cái băng lòng bất lòng mấy cái lửa ma mình chế phép thuật là làm gì vậy biệt để mình nhớ mình điện mấy cái bốt không đánh được lên mưa. Vừa mới đi đâu bọn nó xong. Thì bắt đầu xây gỗ thôi. Đánh luôn đến cả.
chuyển được cái chỗ ấy sang xanh. Hiểu sao mình để mát không? Không phải ngồi mình đi mát à, mát đi mát. Không có giờ này có tí bò. Có vài con bò đi đâu. Chơi hello gì? Không có hổng. Chơi hello gì? Rồi thằng. Quen đâu mà hello. Không chơi cũng quen. Giờ không ai như hello nữa nhá, giờ là sang quen. Cô bắn quá. Tuy nhiên là hello bị buồn. Ông còn mà, ông còn nữa đó. Bây giờ chim nó dí á. Ông đang stream hả? Bị đi xem. Đang stream. Giờ chim. Mà đang chơi map à, map mình mà nó coi mạng không định không hả? Đấy giờ map mình chưa chơi. Nói chơi anh em ơi, mạng là VNP. Nãy cho like anh ta đưa đó không sao mà.
tên YouTube là gì ấy nhỉ? Tên YouTube là Thu Hằng 2509. Sinh nhật 25 tháng 9. để giống kiểu hồi xưa ấy, kiểu để nick Yahoo ấy. À đúng rồi. để giống nick Yahoo ấy. Yahoo giờ cũng phát. Boy Coder này nào. À gơn. Gơn Coder tìm boy. Cũng Coder. Xong rồi bắt đầu thêm số đằng sau nào. 2509 19XX. Được đâu. Tôi gửi tôi lên nhắn với ông mới vô được. Cần không? Cần nói lên không? Có kho. Ở đây có đồng cỏ à? Chắc là có bò ở đây. Đồng cỏ rất to. Ờ đấy. Mình bò xa thế. Chắc là bò ở đây. Vẫn chưa thấy con nào. Lấy đâu anh? Đây quay một vòng như là không có bò nó chết chủ rồi. Gửi link rồi đó. Nó mát lại nó lại không bò. Cho một sớp luôn. Thằng còn chơi lâu không nhỉ? Hả? Không mấy nữa. Rồi khi nào đuối quá mình ngủ rồi. Ai mới uống thuốc mình phải cứu thuốc đi. Mình sợ vậy thôi. Ở đây thì lắc rồi. Trời ơi, đồng cỏ to thế này mà không có con bò nào toàn. Bò đâu có dễ kiếm đâu. Rồi giờ vậy kinh quá. Đây hai cháu ba cháu bốn nhiều ba rồi coi sẽ tìm được rồi. Cảm lâu. Lông bò. Lá hồi mấy ông thử vô cái đít cọng thì nhớ tôi bị không? Đẹp thôi. Trời ơi, lúc ấy cái bờ cái nhóm
nào có cái chỗ để đào tính nhập. Đào phạm ở đây tính từ đó. À đâu. Ở ở sao rồi, ở nhà bự chưa? Mình đi một chỗ này nè. Được đấy á. Bên tôi chậm rồi. Một con tôi đi đấy. À không tìm thấy. Có mỗi một chỗ mà có mỗi người đây. Có lên nắp bồ. Nắp bồ quá. Ừ. Giờ bây giờ tôi qua có nhỉ? Ông qua thử coi tôi bị gì. Thì phải có một cái chỗ nắp bồ không đâu. Đấy hả? À. Ừ. Ừ. Nghĩa là với nhau phải có một khu đây. Trăng non. Bây giờ tôi qua xe bờ mấy ông chơi thử rồi. Ừ rồi. Cam chi. Ủa, bị tối hết rồi. Nấu nhanh, nấu nhanh. Thật khó là không ăn được phải không? Ừ. Bữa cái cục đá đó mị mị hình màu đỏ đỏ là sao ta? Cục nước đá. Đá. Ờ. Là nó sắp tan. Là không dùng được. Là hồng 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 hồng. Đá nó sắp tan. Ừ. Mở qua nào. Elegant, elegant, elegant. Elegant. Cảnh trưởng vãi người nguy cơ này có khoảng chục cái rồi đấy đấy chưa chết in rồi GGWP nãy giờ hát ra vô lại mấy chục lần rồi tính từ đầu game đến cuối game chơi. Cậu cậu mày điên điên lắm ghê. À, cái micro này có ổn định chưa đó. Xài cái micro rồi an tâm hơn.
Nhà cửa nó phải thế này. Chứ đó không có tơ nhẹ. Tơ nhẹ. Đằng này có một đống nhà đúng không? Đâu? À đây. Đây này. Ok. Alo, nghe không? Rồi, nghe thấy rồi. Rồi, giải mic là ok đó. Nghe rất rõ và to. Mới chỉnh cái mic rồi á, nó bật gắn vô lại. Đâu đâu á. Giờ thử vô cái hot của cái ông kia xem. Nó từ lúc mơ. Cho lợn chơi. Ôi anh ơi, bình tĩnh đi. Hình như người Tàu nó cũng chơi game này nhiều lắm á. Người Tàu với người Hàn Quốc. Ôi bình tĩnh. Ngay ngay. Anh em lên nhà không? Không. Ôi. Hôm nay mấy chỗ tỉnh khác có mưa không? Anh Thành ma rồi. Những bị rồi, những hiện cái mạng à. Bây giờ tôi tới chỗ mấy ông hồi sinh nha. Ra cổng hồi sinh đi. Cổng á? Ở đâu? Tôi quên nè. Cổng ở chỗ màu xanh. Màu xanh. Ở đây à? Trời ơi. Hình như mạng vẫn còn bị nghe chát thì. Bên đây thì có lại luôn. Yo. Máu nè, với
Bên kia làm nhà bên đấy có chỗ bỏ á? Không, cái chỗ này tôi đang lấy chỗ này nhỉ. Chạy đu xúc đất bên đường trang trí. Có bông hoa quả đào mà lấy được không ta? Bông hoa quả đào à? Ờ. Tôi đi chơi bà Lê ăn sau đây. Để ăn sau Janet mới chơi được lúc nổi hơn. Không có chơi rồi, thoát ra quê không có lại đồ rồi. Không, tầm ra đồ đi. Tầm gì vất vả. Không nào chơi đại vất vả. Ok. Tầm đồ đi. Ok ok. Thôi nghỉ nhá. Nghỉ hả? Vâng, bắt thôi đi. Cảm giác rồi. Bye bye. Bye. Vô chơi thì qua bên kia. Bây giờ ngủ quá đi. Bye nha. Ủa góp cuộc chơi hả? Em biết con đấy rồi. Ngủ sớm phải cứ ngủ tới tí nữa khoảng 3-4 giờ lại dậy chơi tiếp. Trời rảnh vậy. Thì nó mới hay. Thôi, để thôi. Giờ đó luôn ngủ sổ sai rồi không có dậy nổi để chơi luôn. Trời mấy ông kia mạng bị bò phạch quá.
Quay đây vô. Nãy giờ thoát ra vô lại cũng là chục lần rồi đó. Chân tí rồi ốp luôn.
Tỏi quá.
chịu thôi chứ sao giờ. Này. Ồ nó 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 heo 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 heo. Đéo kia nó không ở này không. Thank you.
không nào.